Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn cách ủ chua cám ngô, cám gạo và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, cho lợn, cho gà ăn. Đầu tiên là bạn phải chuẩn bị, đó là cái men ủ thức ăn chăn nuôi, cám lên men em gieo. Cái men này nó có những cái chức năng, đó là ủ chín sinh học thức ăn chăn nuôi để cho vật nuôi ăn, đồng thời nó tạo ra những cái chất kích thích tiêu hóa tốt. Cái dòng men này ủ được rất là nhiều loại, ủ được cả cám gạo, cám ngô, ủ cỏ, ủ rơm, chua cho gia súc gia cầm ăn đều được. Một cái gói cám lên men em gieo là 200g này, mình ủ cho 100 đến 150kg cám gạo, cám ngô đều được. Tiếp đến, ta phải sử dụng mật thủy đường. Một gói cá lên men em gieo, mình sẽ sử dụng kèm với một chai mật thủy đường này để ủ cho 100-150kg cám gạo, cám ngô. Vì gà con mình mới nuôi, lượng rất là ít, nên là mình ủ cho nó ăn dần, ủ ít. Đầu tiên, ta cắt gói cám lên men em gieo, lấy cái lượng vừa phải để ủ, cắt chéo góc góc. Đấy, đổ vào xô chậu để kích hoạt cái men lên đã. Tiếp đến là ta cho nước vào, cho lượng nước vừa phải. Đấy, men rất là thơm. Cho mình có rất là ít cám ngô, đâm ra là mình chỉ cho rất là lượng tương ứng với lại cái công thức mình đã nói ở trên. Đấy, tiếp đó nữa ta dùng tay phỏ que khuấy đều để kích hoạt cái men này. Cái công đoạn này ta sẽ làm trước 15 đến 30 phút khi tiến hành ủ. Các bước tiến hành như sau. Ta giải một lớp cám gạo hoặc cám ngô ra với chiều dày khoảng 5 đến 6cm. Đấy, tiếp đến là ta tưới cái nước men mà đã chuẩn bị vào tưới đều. Dùng tay đảo đều. Bóp đều, đảo rất là đều, sao cho men, cám gạo, cám ngô hòa quyện lẫn với nhau, một mật thủy đường. Về cái độ ẩm ủ thì ta sẽ cho độ ẩm khoảng 40-45%. Theo kinh nghiệm thì ta chỉ cần nắm nhẹ cám gạo, cám ngô thì có một chút nước rỉ qua kẽ ngón tay là đạt độ ẩm khoảng 45-50%. Ngoài ra các bạn có thể phối trộn cám gạo, cám ngô hoặc là rau xanh
và đều cùng băm nhỏ ra để cùng đều được. Đây, thiếu nước thì ta có thể bổ sung thêm. Ta bóp đều. Khi cắm gạo, cắm ngô hoặc là rau xanh mình băm nhỏ, mình cho trộn đều men, mình chỉ đóng bao để kín ủ. Cái thời gian ủ thì sau 24 đến 72 giờ là tiến hành lấy ra cho vật nuôi ăn được. Đấy, độ ẩm như này là đạt là ủ rồi này các bạn này, tầm khoảng 35-40%. Nước thì đảo rất là đều để men nó phân tán. Thức ăn của vật nuôi sau khi ủ thì rất có mùi thơm nhẹ, kích thích vật nuôi ăn ngon, mau lớn, ít bệnh. Đặc biệt là cái dòng này cho lợn cho gà rất là hợp, đặc biệt là chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt. Sau 2 ngày ủ cám ngô với cám lên men thì mùi cám ngô có mùi chua nhẹ, tức là cám ngô đã được làm chín bằng phương pháp sinh học, bằng những cái men vi sinh, có mùi thơm chua dịu nhẹ và nâng cái cao cái chất lượng dinh dưỡng cám ngô, cám gạo cho vật nuôi ăn. Như vậy ta có thể sử dụng mang đi cho vật nuôi ăn trực tiếp. Đấy, lượng cho ăn tùy thuộc vào độ tuổi của vật nuôi, vào loại vật nuôi. Với cái cách làm rất là đơn giản, chỉ sau 2 đến 3 ngày đối với mùa hè, 3 đến 5 ngày đối với mùa đông là ta đã có tự chế biến những thức ăn cho vật nuôi hiệu quả cao, rất là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện.